bóng tròn mà thiếu Messi, giống như cái Tết thiếu đi cành đào, như xuân vắng én trên cao, như đàn trẻ nhỏ không bao màu hồng. Thật may mắn cho tôi và các bạn đã được chứng kiến trọn vẹn sự nghiệp đỉnh cao của Lionel Messi, GOAT của bóng đá đương đại. Rất nhiều lần Enfunga đã tạo nên những điều không tưởng, những thành tích, kỷ lục vang dội. Nhưng có bao giờ các bạn nghĩ rằng anh thậm chí còn có số danh hiệu vượt qua cả những đội bóng xuất sắc nhất châu trong khoảng 20 năm qua, kể từ khi Messi ra mắt cho đến nay? Hãy cùng đi tìm hiểu câu chuyện này cùng chúng tôi trong video hôm nay. Trước đó, anh em có thể truy cập vào trang web của Figol để theo dõi những giải đấu hấp dẫn nhất châu Âu, đồng thời chiêm ngưỡng những highlight tuyệt mỹ nhất về Messi trên sân cỏ nhé. Trở lại với câu chuyện, tiền đạo 37 tuổi người Argentina vừa giành được danh hiệu thứ 45 trong sự nghiệp thi đấu của mình cách đây ít ngày, vượt qua kỷ lục 44 danh hiệu trước đó mà cựu đồng đội tại Barcelona Daniel Alves nắm giữ. Thành tích này của Messi bao gồm 6 danh hiệu cùng đội tuyển quốc gia Argentina, 35 chức vô địch với Barcelona, 3 danh hiệu với Paris Saint-Germain và chức vô địch League Cup trong màu áo của Inter Miami. Copa America 2024 là danh hiệu thứ 16 của Argentina ở giải đấu số 1 Nam Mỹ, giúp đội bóng này trở thành quốc gia có số lần vô địch giải đấu châu lục nhiều nhất lịch sử. Đây cũng là danh hiệu quốc tế lớn thứ 4 của đội trưởng Lionel Messi cùng tuyển Argentina chỉ trong vòng 3 năm qua. Chỉ một tuần sau chiến thắng lịch sử tại Copa America 2024, Inter Miami đã tổ chức một buổi lễ tôn vinh đặc biệt dành cho Messi. Trước trận đấu với Chicago Fire diễn ra vào sáng 21 tháng 7, đội bóng đến từ Florida đã tạo ra một bầu không khí đầy ấn tượng khi bố trí 45 em nhỏ đứng xung quanh vòng tròn giữa sân Chase. Mỗi em cầm một bức ảnh in danh hiệu mà Messi đã giành được. Ngoài ra, Messi còn được trao tặng một bức ảnh lớn ghép từ 45 hình ảnh thu nhỏ của anh trong các khoảnh khắc nâng cúp. Leo đã chia sẻ lòng biết ơn với đội bóng và người hâm mộ của mình trên mạng xã hội. Trên Instagram, Messi đã đăng tải một hình ảnh từ buổi lễ và viết: "Cảm ơn Inter Miami FC rất nhiều vì sự ghi nhận này. Thật tuyệt vời khi được chia sẻ khoảnh khắc này với tất cả mọi người trên sân cỏ." Nhưng con số 45 danh hiệu kỷ lục của Messi có gì mà đáng nói đến thế? Chẳng phải anh đã từng giành rất nhiều kỷ lục, danh hiệu ấn tượng khác hay sao? Nhưng khi bạn nhìn vào bảng xếp hạng được tờ Sport công bố gần đây, thì có thể hiểu rõ hơn sự vĩ đại của Messi thông qua con số 45 danh hiệu lớn nhỏ này. Cụ thể, vào năm 2004, khi Messi ra mắt bóng đá thế giới cho đến nay, anh đã giành được nhiều danh hiệu hơn tất cả những câu lạc bộ lớn trên khắp châu Âu, từ Bayern Munich, PSG, Barcelona, Real Madrid, Man City cho đến Man United, Juventus, Chelsea, Inter Milan. Thật kinh khủng có phải không nào? Trong cuộc đua kéo dài 20 năm qua, chính Enfunga đã một mình vượt qua thành tích của từng đó cái tên sừng sỏ tại lục địa già ở cùng khoảng thời gian. Vậy anh đã làm thế nào mới được cơ chứ? Về cơ bản, có thể chia sự nghiệp của Messi làm 3 giai đoạn: cấp độ trẻ, thành công tại Barcelona và vươn tới đỉnh cao thế giới với Argentina. Danh hiệu đầu tiên Messi có được cùng Argentina là U20 World Cup 2005 tại Hà Lan, nơi anh đã ghi bàn từ vòng bảng cho đến chung kết, đoạt danh hiệu vua phá lưới và cầu thủ hay nhất giải đấu. 3 năm sau, anh cùng Argentina giành huy chương vàng bóng đá nam Olympic Bắc Kinh, Trung Quốc. Trong áo gã khổng lồ xứ Catalan, Enfunga đã sớm có được thành công với chức vô địch La Liga ở mùa giải 2004-2005. Tuy nhiên, đó là khi mà siêu sao Argentina chưa thực sự trở thành nhân tố chính của đội bóng và còn quá trẻ để gánh vác một tập thể lớn như Barca. Đến mùa giải 2005-2006, Messi mới dần được đá chính nhiều hơn và góp công vào thành tích vô địch Champions League 2006 của Barca sau tới 14 năm chờ đợi. Đó cũng là mùa giải mà anh có được thêm một siêu cúp Tây Ban Nha. Trong giai đoạn này, có thể nói Messi chưa thể trở thành trung tâm số 1 của đội bóng xứ Catalan, mà bên cạnh anh còn rất nhiều những người đồng đội xuất sắc để cùng anh nâng cao những danh hiệu. Nhưng với một cầu thủ mới chỉ khoảng 19-20 tuổi lúc đó, thì đây đã là một dấu ấn cực kỳ đặc biệt. Người mộ thế giới khi đó bắt đầu biết đến chàng trai có tên Messi, người mà làm say đắm biết bao khán giả với những pha đi bóng lắt léo của mình. Và kể từ đó trở đi, sự nghiệp của Messi thăng tiến và phát triển một cách vượt bậc, dần đưa anh trở thành cầu thủ xuất sắc nhất hành tinh. Sau quãng thời gian kể trên, Messi đã có được thêm 8 La Liga, 3 Champions League cùng với nhiều danh hiệu lớn khác với đội bóng xứ Catalan. Copa del Rey ở mùa giải 2010-2011 là danh hiệu cuối cùng mà siêu sao Argentina đã có được với đội bóng chủ sân Camp Nou. Tổng cộng lại, trải qua 17 mùa giải khoác áo Barcelona, Messi đã có được 10 La Liga, 7 Copa del Rey, 8 siêu cúp Tây Ban Nha, 4 Champions League, 3 siêu cúp châu và 3 FIFA Club World Cup. Song trong những thành công trong thời gian Messi còn chơi bóng tại Barcelona lại không đi liền với thành tích của anh tại cấp độ câu lạc bộ. Từ sau mùa hè 2021, sau khi rời mái nhà Camp Nou, thì tự dưng những điều ấy lại đến với anh một cách rất tự nhiên. Việc Messi chuyển đến Pháp mà có thêm được 3 danh hiệu không phải là điều bất ngờ, bởi PSG vốn đã luôn quá vượt trội. Điều đáng nói là việc đội trưởng Argentina ngay lập tức có được danh hiệu Copa America 2021 trên đất Brazil, danh hiệu lớn đầu tiên mà anh có được trong áo sọc xanh trắng. Tiếp đà thành công,
World Cup 2022, chính quyền Messi có một sự nghiệp trọn vẹn với chiếc cúp vàng. Những danh hiệu gần nhất của anh là League Cup với Inter Miami và bảo vệ thành công ngai vàng Nam Mỹ. Nhưng việc Messi giành được nhiều danh hiệu đến thế cũng một phần bởi anh thường tỏa sáng trong những trận chung kết. Chỉ có một vài ngoại lệ như là chung kết Copa America 2016 hay trận chung kết World Cup 2014 với Đức. Mới đây nhất, Messi đã ghi bàn nâng tỷ số lên 1-0 trong trận chung kết League Cup để giúp đội bóng của ông bầu Beckham lần đầu tiên được chạm tay vào danh hiệu lớn. Điều này không có gì ngạc nhiên khi anh đã ghi 37 bàn trong các trận chung kết. Messi đã ghi tới 31 bàn trong số đó khi khoác áo Blaugrana, bao gồm cả những bàn thắng đáng nhớ ở Rome và Wembley trong trận chung kết Champions League 2009 và 2011 trước Manchester United. Enpulga cũng ghi bàn thắng vào lưới của Estudiantes FIFA Club World Cup năm 2009 để góp phần tạo nên mùa giải ăn sáu lịch sử. Ngoài ra, cầu thủ người Argentina đã ghi 2 bàn trong trận chung kết World Cup 2022 mới đây, cùng với quả phạt đền thành công của anh trong loạt sút luân lưu khi là Amislete vượt qua Pháp ở Qatar để lên đỉnh thế giới. Đó là về Messi. Còn nếu nhìn vào những đối thủ của anh là các câu lạc bộ lớn kể trên, thì chúng ta sẽ còn thấy con số của Messi tạo nên là khủng khiếp đến nhường nào. Như tất cả chúng ta đều biết, trong khoảng 20 năm gần đây, những Bayern Munich, PSG hay phần nào là Juventus đều là những ông kẹ tại giải quốc nội của họ. Đơn cử, chỉ cần nhìn vào hùng xám xứ Bavaria, từ năm 2004 cho tới nay, một mình họ đã giành được tới 15 danh hiệu Bundesliga, cùng rất nhiều giải đấu lớn nhỏ khác tại nước Đức. Hay như PSG, kể từ sau giai đoạn đổi chủ vào những năm 2010, đội chủ sân Parc des Princes đã trở thành một thế lực tại nước Pháp, thâu tóm gần hết những danh hiệu tại xứ sở Lục Lăng. Có người sẽ nói rằng, số danh hiệu của Messi có thể vượt mặt những ông lớn kể trên, bởi anh được chơi tại nhiều đấu trường hơn, bởi ngoài cấp độ câu lạc bộ, Enpulga còn có được những danh hiệu quốc tế. Điều đó đúng, nhưng chỉ là một phần mà thôi. Nếu trừ đi tất cả 6 danh hiệu anh có được trong màu Argentina, thì Messi sẽ có 39 danh hiệu, vẫn nhiều hơn hầu hết những đội bóng trong danh sách này, ngoại trừ một mình Bayern Munich. Tất cả những điều đó cho thấy Messi đã trải qua một sự nghiệp viên mãn đến mức nào. Thậm chí, cho đến lúc này, mọi thứ vẫn chưa dừng lại.